Đồng Hồ Tân Tín xin kính chào các bác. Trong video của ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu tới các bác về chiếc đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung, giá rẻ nhưng mà đầy đủ tất cả các tính năng các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Slide và nó ở chính giữa màn hình mà các bác đang theo dõi đây ạ. Vâng, mẫu thiết kế với vỏ bề ngoài rất là đẹp mắt và thiết kế theo kiểu dáng truyền thống. Vâng, và đặc biệt nó sở hữu cỗ máy mang tới âm thanh hay và cỗ máy đầy đủ tính năng, có cả chế độ tự động tắt chuông đêm các bác nhé. Vâng, các bác nhìn hình ảnh tổng quan phía ngoài của cái chiếc đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung giá rẻ này đây các bạn. Thiết kế rất đẹp mắt và nó không thua kém bất kỳ cái chiếc đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung nào đâu các bác nhé. Vâng, với các bác đang tìm cho mình cái mẫu đồng hồ cây trong phân khúc trên 30 triệu một chút thì đây là một chiếc đồng hồ cây rất là phù hợp đấy các bác nhé. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì có mã số là SL851 các bác nhé. Vâng, đấy là thương hiệu Slide nên đánh số là SL851. Vâng, chiếc đồng hồ cây này thì có một cái kích thước không phải là quá cao lớn. Vâng, một kích thước chiều cao là 2m11, vâng, 2m11 và chiều ngang là 58 và chiều dày là 34cm các bác nhé. Kích thước rất là vừa vặn, nó phù hợp với không gian ngủ nhà không quá lớn hay là cái vị trí của các bác nó không quá rộng rãi các bác nhé, thì đây là một chiếc hồ cây khá là phù hợp. Và gần chiếc này thì sở hữu cỗ máy chính hãng, cỗ máy 12 gông 12 búa, chơi 3 bản nhạc, có chế độ là tắt chuông điểm giờ, tắt chuông điểm nhạc và có cả chế độ là tự động tắt chuông đêm các bác nhé. Và cái chiếc đồng hồ cây này sẽ được bảo hành lên tới 5 năm và bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho chiếc đồng hồ cây này. Và chiếc đồng hồ cây này có giá niêm yết bên em là 33 triệu các bác nhé. Và còn bây giờ thì em đi vào đánh giá chi tiết về chiếc đồng hồ cây này để các bác theo dõi. Vâng, cái thông số kỹ thuật thì em vừa mới giới thiệu tới các bác đây, nó được thể hiện trên tem của bên em đây. SL, mã số là SL851 là 3 triệu và kích thước là 2m11 58 x 34. Còn về cái hình dáng phía ngoài đây, phía trên là cổ ngỗng thiên nga đấy các bạn. Phía giữa là hình ảnh con tiện ở trung tâm và phần đế của con tiện thì có cái hình họa tiết hoa lá đây, được làm hoàn toàn bằng gỗ các bác nhé. Vâng, cái mặt trước của chiếc đồng hồ cây này thì nó sở hữu một cái tấm gỗ phẳng liền khối. Vâng, như những chiếc đồng hồ khác thì nó có chia đôi, nó có cái vân đối xứng nhau. Tuy nhiên thì chiếc đồng hồ cây này nó sở hữu cái tấm mặt phẳng liền khối các bác nhé. Đấy, đường vân của gỗ các bác nhìn rất là rõ này. Phía bên hông, đây một mẫu thiết kế rất là vừa vặn đấy ạ. Đây, ở đây các bác thấy cái chiếc đồng hồ cây này nó có một cái cánh cửa lùa đây các bạn, cánh cửa lùa bằng kính và cái gỗ cắt CNC rất là đẹp. Và cái cánh cửa lùa này thì là hai bên đều có hai cánh cửa nhá. Vâng, em để tạm lên trên này để em quay tới cái phần cỗ máy bên trong này các bạn. Đấy các bạn, góc này các bạn nhìn thấy cái cỗ máy luôn. Phía mặt trước là hai cái thức cột đấy, hai thức cột được tiện những cái đường hoa văn rất là đẹp mắt này các bác nhá. Và nó nửa cái nửa khối thôi, chắc là ở đây họ sẽ làm đều và họ xẻ đôi cái thức cột này ra, còn hai bên đối xứng nhau này các bác này. Còn phía dưới cái phần chân đế này các bác này, còn chân đế thì em thấy là họ thiết kế cũng rất là đẹp mắt đấy. Nó trông nó có một cái độ hở ở chân này các bác này. Độ hở ở chân thì nếu mà các bác cần vệ sinh cái phần phần trong gầm này này cũng rất là dễ dàng. Nó vừa cái cánh vừa cái chổi hay là cái lau nhà của các bác nhá. Tất cả mọi thứ thì khóa bản lề thì còn đều là nguyên bản. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này thì sở hữu những cái tấm kính rất là mới vào trong các bác nhá. Đây, em có thể quay xa hơn để các bác ngắm lại cái chiếc đồng hồ cây này một lần nữa. Thiết kế rất là đẹp mắt đấy các bạn. Và nó có mức giá rất là rẻ, chỉ 33 triệu thôi và được bảo hành đến tới 5 năm. Và đặc biệt hơn là cái chiếc đồng hồ cây này có cả cái chế độ là tự động tắt chuông đêm đấy các bạn nhé. Vâng, em sẽ mở tiếp phần bộ phận ở phía bên trong để các bác theo dõi các bạn này. Ở đây là nó sở hữu một cái con lắc đàn hoa văn họa tiết. Đó.
không những là giá rẻ mà cái nội thất bên trong nó cũng rất là đẹp các bạn nhá. Đây có lạc đàn hoa văn này. Thường thường những chiếc đồng hồ cây có giá trị cao hơn nó mới có. Tuy nhiên chiếc đồng hồ cây này nó đầy đủ tất cả mọi thứ đấy các bác nhá. Rồi tình trạng của ba quả tạ thì cũng rất là mới. Ba quả tạ làm từ đồng mạ vàng các bác này. Bộ phận mặt số. Đây các bác quan sát bộ phận mặt số này, hoa văn họa tiết rất là nhiều và nó có một cái màu vàng rất là quấn hút đây các bác nhá. Còn phía trên đỉnh này thì đây là cái lịch tuần trăng. Vâng, một tháng trong âm lịch là dài 29 ngày rưỡi này các bạn này. Đây hai bên là hai bán cầu họa tiết. Vâng, khi các bác sử dụng thì bên em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết tỉ mỉ các tính năng, các thông số kỹ thuật và cách sử dụng các bác nhé, để làm sao là các bác sử dụng chiếc đồng hồ cây nó được đúng cách và nó lâu bền hơn. Đây, đây là thương hiệu Slide các bác này, thương hiệu Slide. Và ở đây có tem của hãng này. Hãng Slide này sản xuất tại Mỹ. Và cái chiếc đồng hồ cây này thì có model của nhà sản xuất, đó là 08464 cái gang 3 cái gang AN đấy ạ. Và vỏ ngoài đây như các bác thấy là vỏ ngoài thì làm từ gỗ anh đào và gỗ thịt đấy các bác nhá. Và cái tấm lưng của nó cũng thế ạ, làm từ gỗ thịt rất là đẹp mắt. Vâng, còn về cơ cấu bộ máy thì cái chiếc đồng hồ cây này sở hữu cái cỗ máy và cái bộ gông là 12 gông chơi 3 bản nhạc đấy ạ. Bản Westington, bản ST Michael, bản Westington, chế độ là tắt chuông hoàn toàn. Còn cái cần gạt ở phía dưới này các bác nhé, đây, nó nhỏ thôi này, này đẩy lên kéo xuống, đẩy lên thì sẽ kích hoạt chế độ là tự động tắt chuông đêm và kéo xuống thì chế độ hoạt động bình thường ngày đêm đều điểm chuông các bác nhé. Phía bên hông các bạn này, cái cỗ máy của chiếc đồng hồ cây đây. Cỗ máy 12 gông 12 búa ở trên vách của cái chiếc đồng hồ cây này chuyện thông số kỹ thuật và cái vách này chuyện cả hoa văn họa tiết này các bạn này, hoa văn họa tiết. Cỗ máy bên trong này, cỗ máy này bên em vệ sinh bảo dưỡng rất là cẩn thận rồi và cam kết bảo hành cho các bác lên tới 5 năm cũng như là sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời tới các bác. Vâng, còn bây giờ thì em sẽ điểm chuông chiếc đồng hồ cây này để các bác theo dõi các bác nhé. Treo tường các bạn nhé, và một cái chiếc đồng hồ góc phía trên tầng tầng trên cùng đấy, bằng đang điểm chuông, điểm rất là to. Còn đối với những chiếc đồng hồ cây thì âm thanh của nó trầm, nó ấm hơn nhiều các bạn nhé. Và bây giờ em điểm chuông lại để các bác lắng nghe các bạn nhé. Khắc 9 giờ trên chiếc đồng hồ cây Slide trong phân khúc tập trung giá rẻ mà em vừa giới thiệu với các bác. Vâng, và bác nào yêu thích cái chiếc đồng hồ cây đến thương hiệu Slide này và có giá 33 triệu thì các bác gọi điện ngay cho em các bác nhé. Số điện thoại là 0902 021314. Vâng, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video này của em và em cũng xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo mà em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.